Thầy Thương sẽ nhận xét cho Lực trước. Phải nói về bạn Lực một chút, là một bạn học viên từ bạn là một điển hình của việc biến những điều không thể thành có thể. Từ khi thầy Thương gặp Lực từ những khóa 94-97 thì đó có thầy Thương thì bạn không hát một bài nào hết cả, và chỉ hát những bài phần thấp thôi, của Quang Dũng thôi, của Sĩ Phú thôi. Nhưng ngày hôm nay bạn dám điều mình lựa chọn Đàm Vĩnh Hưng ở giọng Nam Trung. Phải chúc mừng bạn, và bạn đã vượt được qua chính mình rất nhiều cho đến thời điểm này. Đương nhiên nó sẽ còn đôi lúc xa về kỹ thuật, lát nữa thầy Cường thầy Hưng sẽ nhận xét thêm. Với quan điểm thầy Cường, bạn chúc mừng bạn. Xin cảm ơn các bạn. Và tôi thì có một chút nhận xét nhỏ nhỏ với bạn. Tôi cũng thấy bạn là khi thể hiện tác phẩm này thì cũng tôi thấy rằng là qua cái lời giới thiệu của thầy Thương thì tôi thấy rằng là bạn đã rất cố gắng, tôi thấy rằng bạn rất cố gắng để thể hiện mình. Tuy nhiên thì tôi cũng có một vài cái góp ý nhỏ nhỏ, đó là bạn cần tự tin hơn. Tự tin hơn tức là gì? Có thể là về trang phục nữa, nếu khi lần sau mà bạn mặc một bộ vest trắng hay đi giày trắng, bạn lên sân khấu, bạn cảm giác tự tin mà mình nghĩ mình là một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ thì bạn sẽ tự tin hơn nhiều nữa. Thế còn trong bài hát thì vẫn còn vô chênh, thì tôi nghĩ rằng đây là sự cố gắng của bạn, và bạn đã vượt qua được chính mình. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn. Có lẽ thì tất cả những cái điều thầy đã nói thì nó đã nằm trong cái bài hát của bạn này, đã phản ánh hết rồi. Như ví dụ như là trang phục, về cao độ trong bài hát, và có lẽ là quan trọng nhất là do dung thôi, đúng không? Về cái sắc thái bài hát, mình cảm nhận được cái sắc thái mà bạn, cái điều mà muốn nói qua bài hát này, thực sự là bạn đã làm được một cái điều mà khiến cho người nghe hiểu được bạn muốn nói gì, cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn nhận xét từ ban giám khảo. Và trước khi đến với phần điểm của ban giám khảo thì Kim Linh xin hỏi anh Trần Đường một chút là bây giờ nếu như mà anh chấm điểm cho bài dự thi của mình thì anh sẽ chấm điểm cho bài dự thi của mình là bao nhiêu điểm? Vâng, tôi là một vị giám khảo. Thực ra là mình đến đây chơi là cho vui thôi, chứ thực ra là thấy tham điểm là dưới 5 đấy. Vâng, mặc dù là anh Trần Lực đã tự nhận là tham điểm của mình dưới 5, nhưng mà tinh thần của anh, cái sự thể hiện ca khúc của anh thì rất xứng đáng được 10 điểm, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm từ ban giám khảo ạ. Vâng, thầy Cường ở vị trí là 8, thầy Thương 7 và thầy Hiếu là 8 ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Lực. Và nếu các bạn muốn bình chọn cho anh Trần Lực thì xin các bạn bình chọn với tin nhắn SMS cách tin idol cách số báo danh của anh Trần Lực là 30. Và tiếp theo